các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Huyền Podcast. Hôm nay sẽ là tiếp tục của series Tôi Đang Lớn. Và đây sẽ là tập 2. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là self-learning, nghĩa là tự học. Tự học ở đây không chỉ đơn thuần là việc học những kiến thức ở trên trường. Chúng ta tự học, tự ôn bài, rồi là đạt được điểm cao. Thật ra nó chỉ là một phần rất là nhỏ. Với Sun là vậy. Những điểm số ấy, nó chỉ phản ánh khả năng học tập của các bạn ở một số lĩnh vực hay là một số những môn học nhất định. Còn điều mà Sun đang muốn nói đây, self-learning, tự học, là học trong cuộc sống nữa. Học trong tất cả mọi thứ xảy đến khi mà các bạn từ một đứa trẻ cho đến lúc có nhận thức tốt hơn, rồi là trưởng thành dần lên. Sun nghĩ rằng là không thể nào thiếu được quá trình chúng ta tự học, tự phát triển. Đặc biệt là học từ chính những sai lầm của mình. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ phải học trong cuộc đời này. Vậy nên đương nhiên, trong series Tôi Đang Lớn không thể nào thiếu được việc học các bạn. Nhưng mà Sun tin chắc rằng với số podcast này thì các bạn sẽ không cảm giác tự học là một điều gì đấy nó quá là nặng nề. Nếu như chúng ta dành sự tò mò với thế giới, tò mò với chính bản thân mình, các bạn sẽ thấy việc học là một điều rất là thú vị. Một câu hỏi đặt ra ở đây, đó chính là vì sao chúng ta phải tự học? Có thể nhiều bạn đã hiểu điều này rồi, nhưng mà có thêm một số bạn chưa biết về nó. Vì chưa biết nên chúng ta cảm giác tự học là một điều gì đấy mà nó hơi bị ép buộc, hơi bị khuôn khổ một chút. Các bạn không cảm thấy tự do, không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên thì Sun thấy là chính sự tự học nó mới mang đến cho mình sự tự do. Mình nghĩ rằng là mình cực kỳ muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh cuộc đời mình, từ tiền bạc cho đến tình cảm. Mình tò mò về nó. Và thứ hai nữa là mình cảm thấy mình có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Không một ai có thể có trách nhiệm hơn bản thân mình hết. Và người khác cũng không thể nào học hộ mình được. Đặc biệt, có rất nhiều bài học chỉ có mỗi mình bạn mới tự rút ra được. Bởi vì không có ai sẽ trải qua cùng cảm xúc giống như bạn. Không ai có câu chuyện giống nhau hết. Sun tin rằng những bạn đang lắng nghe podcast này, các bạn cũng có những câu chuyện riêng, những điều khó nói với người khác. Có những điều mà các bạn tự nhận ra và tự hiểu. Nhưng mà cũng có những câu chuyện bản thân các bạn vẫn không thể nào vượt qua được. Tại vì vốn dĩ bạn vẫn đang ở đấy, buồn phiền, mệt mỏi, thay vì cố gắng học ra một điều gì đấy từ nó. Số podcast vừa rồi mới lên sóng là tập đầu tiên ấy, thì Sun cũng có nói về sự tự nhận thức về bản thân. Và việc tự học ấy, nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong quá trình mà các bạn nhận thức rõ hơn về chính mình. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ học những gì và học từ đâu? Chắc chắn là các bạn đang tò mò vì điều này đúng không? Học thì có vô vàn thứ mà chúng ta sẽ cần phải học. Thực chất ý, Sun muốn dùng cái từ mà nó gần gũi hơn, đấy chính là khám phá. Thực chất, tự học chính là chúng ta tự khám phá chính bản thân mình. Muốn khám phá được chính bản thân mình, chúng ta sẽ đi khám phá thế giới xung quanh, khám phá các mối quan hệ, khám phá và nhìn thấy hình ảnh chính mình trong cái không gian đấy. Bởi vì bản thể chúng ta không có tồn tại một mình. Chúng ta không có tồn tại trong một căn phòng trống trơn, không màu, không có gì hết. Mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này, đang ở trong một căn nhà, nằm trên một cái giường, thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ với những người này. Chuyên môn công việc là như thế này, ngành đang học là như thế kia. Chúng ta luôn luôn được gắn với hình ảnh của một học sinh của một ngôi trường nào đấy, một nhân viên của công ty nào đấy, là con của một ai đấy. Sun sẽ không muốn nói nhiều về việc học những kiến thức liên quan đến chuyên môn, tại vì Sun nghĩ rằng điều này chắc là các bạn cũng đã quá rõ rồi. Nếu như các bạn muốn phát triển về chuyên môn, cho dù đấy là học tập hay là công việc,
thì chắc chắn các bạn sẽ cần phải nghiên cứu và cần phải làm nó. Đến một lứa tuổi nhất định chắc chắn các bạn sẽ biết rằng đấy là điều tất yếu, cần phải có. Và gần đây thì Sun cũng đã lên sóng video tự học, một số những tip mà giúp các bạn có thể tự học tốt hơn. Và nó chủ yếu liên quan đến việc học chuyên môn đó. Các bạn có thể xem ở trên kênh YouTube Sun Huyên, hoặc là Sun sẽ để link ở phần mô tả để cho các bạn tham khảo. Còn ngày hôm nay thì Sun nghĩ rằng có một vài điều chúng ta sẽ cần phải tự học. Các bạn thích sự chi tiết, vậy nên là ngày hôm nay Sun sẽ cho các bạn chi tiết. Phần lớn những điều mà Sun học được ấy, nó đều đến từ những điều rất là nhỏ bé hàng ngày trong cuộc sống. Chúng ta phải học cách học từ những điều nhỏ nhất diễn ra trong cuộc đời của các bạn. Các bạn cũng có thể nhận được một bài học khi mà các bạn đạt thành công quá sớm chẳng hạn. Thậm chí là những thất bại hay là những điều xui rủi xảy đến cũng có thể dạy cho các bạn một bài học. Đôi khi chỉ đơn giản các bạn ngồi ở quán nước chè nghe câu chuyện của người bên cạnh, nó cũng dạy cho bạn một bài học gì đó. Thỉnh thoảng bạn chỉ quan sát mọi người thôi, ngồi ở một quán cà phê nào đấy, nhìn ra bên ngoài, thậm chí không cần nghe một âm thanh gì hết, chỉ nhìn thôi, các bạn cũng học được một điều gì đấy. Đôi khi ấy, cái bài học đấy nó không phải là quá lớn lao đến mức là sẽ thay đổi cuộc đời bạn đâu, nhưng nó sẽ là một điều các bạn dặn lòng mình, các bạn để ở đấy, và bỗng nhiên một ngày nào đó nó sẽ biến thành trực giác của bạn và hỗ trợ bạn trong việc đưa ra những quyết định hay là đưa ra những lựa chọn. Đấy chính là giá trị của việc suy ngẫm, tìm hiểu, đúc kết cho chính mình những bài học từ những điều rất là nhỏ bé xung quanh cuộc sống. Điều đầu tiên ấy, Sun nghĩ rằng là chúng ta nên học cách đối xử với những người lạ, những người mà chúng ta chưa quen. Sun nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn xem nhẹ cái điều này. Tuy nhiên các bạn thấy không, đây gần như là điều xảy ra nhiều nhất trong cuộc đời của bạn. Tại vì khi chúng ta sinh ra ấy, chúng ta chỉ là con của bố mẹ mình thôi. Chúng ta đều phải làm quen với những người mới. Tất cả mọi người đều rất là mới với chúng ta. Có thể là cô bạn thân 10 năm, nhưng mà rõ ràng cách đây 10 năm thì các bạn cũng chỉ là mới làm quen với nhau thôi, đúng không nào? Và dần dần khi mà lớn lên, chúng ta lại rất là khó khăn để kết bạn. Chúng ta khó khăn để có một sự ngây thơ và thoải mái để kết nối như ngày xưa. Vậy nên là Sun nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải học. Chỉ đơn giản rằng là từ việc quan sát thôi các bạn. Dạo gần đây thì Sun có tham gia một số những bộ môn mới thú vị, như là tennis. Hiện tại Sun đang học 2 buổi một tuần. Mình gặp những người bạn mới, bọn mình có cùng những điểm chung như là yêu thích thể thao. Thực ra đây là một hoàn cảnh rất là dễ để làm quen ấy. Nó không có gì khó khăn cả. Nhưng mà thực ra tính cách của mình không phải là một người dễ chủ động đi làm quen với người khác. Thật sự là thế. Thì nó là tính cách thôi. Có thể có nhiều bạn cũng có tính cách như vậy. Thành ra là mình vẫn hay ngồi ở một chỗ mà không có quá đông người. Mình thích chỗ mà mình chỉ ngồi một mình thôi, kiểu vậy. Đấy có phải là cái giá của sự trưởng thành hay không, mình không biết nữa. Nhưng mà càng lớn lên thì mình càng cảm thấy là mình khá là ngại để trò chuyện với những người lạ. Và khi mà mình đến với sân tennis thì mọi người rất là thoải mái và vui vẻ. Nghĩa là mọi người sẽ kéo mình vô để giới thiệu, à đây là Huyền, à, Huyền cũng chỉ mới chơi thôi, mọi người làm quen với nhau nhé. Ơ tự nhiên mình cảm thấy, ơ thật ra thì như thế này vui hơn. Thật sự nha. Đây chính là bài học mà mình học được từ việc mà mình bước ra ngoài, mình gặp gỡ mọi người, nhưng mà dưới một hình thức không phải là kiểu đối tác làm ăn hay gì, mà chỉ là những người có cùng sở thích, có cùng niềm vui thôi. Nhưng mà mình cũng chưa từng gặp một trường hợp nào mà nó kiểu như này. Hoặc là lâu rồi mình cũng không gặp kiểu như này. Nhưng mà sau đấy mình cảm thấy mọi người rất là thoải mái để có thể trò chuyện và hỏi nhau những câu đơn giản thôi. Đương nhiên là mới quen chúng ta cũng không nên hỏi sâu quá về cuộc sống đời tư, cuộc sống cá nhân. Nhưng mà
Ừ, đôi khi cũng nên chủ động để làm quen với mọi người, San nghĩ thấy cũng hay đấy. Chứ không nhất thiết là cứ phải ngồi một chỗ ở đấy rồi là xa lánh mọi người đâu. Mà với mình thì nụ cười chắc là điều quan trọng nhất để kết nối với những người lạ. Đôi khi các bạn biết không, tín hiệu nó đã được đưa đến từ trước khi các bạn nhìn thấy nhau, trước khi các bạn nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Tín hiệu nó được đưa ra từ nụ cười và ánh mắt. Nhưng mà nếu như các bạn muốn sẽ có nhiều người cảm thấy thoải mái với bạn hơn, hay là muốn nhiều người có thể đến và tiếp cận với bạn hơn, thì bạn hãy cười. Nhiều khi cười trong vô thức cũng được. Tại vì nụ cười khiến bạn cảm giác là một người rất thoải mái và dễ gần. Thì San nghĩ rằng đấy là một bài học rất là quan trọng, đặc biệt dành cho những bạn mà các bạn sẽ cần làm những công việc gặp gỡ nhiều người. Các bạn làm nhân sự hay các bạn là người bán hàng chẳng hạn, đòi hỏi những kỹ năng kết nối xã hội thì chắc chắn các bạn cũng sẽ cần học rất là nhiều từ việc quan sát và biết được là mình nên làm gì với những kiểu người như thế nào, kiểu vậy. Mình thì mình cũng không có những bài học lớn như thế. Mình chỉ đơn giản rằng là mình thấy đôi lúc chỉ cần cười thôi là các mối quan hệ đã dễ gần với nhau hơn rất nhiều rồi. Thì đấy là bài học đầu tiên mà mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều sẽ cần phải học. Tại vì tất cả chúng ta đều cũng sẽ cần có những mối quan hệ mới, đúng không? Trong một khoảng thời gian nào đấy, chúng ta cũng không thể nào mà nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ ở bên mình mãi. Đấy lại thêm một bài học nữa các bạn. Chúng ta nhất định phải tự học cách sống tốt một mình và biết rằng là sẽ không có ai mãi mãi ở bên bạn hết. Kể cả bố mẹ hay là anh chị, một ngày nào đó họ cũng sẽ rời đi khỏi thế giới này, chúng ta sẽ không thể nào biết được. Bản thân chúng ta sẽ cần phải học cách tự lập và không có phụ thuộc vào bất cứ ai và nghĩ rằng là họ sẽ sống ở bên mình mãi mãi. Không bao giờ có chuyện đấy các bạn. Việc mà tự học hay là tự rèn luyện để trở thành một người độc lập, nó đã thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Đương nhiên là không hẳn bây giờ mình đã có thể không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng mà mình tin chắc rằng mình không có phụ thuộc vào ai hoàn toàn. Nghĩa là mình không có phó mặc cuộc đời mình cho bất kỳ ai hết. Hàng ngày mình tự học cách chăm sóc bản thân, tự học cách dọn dẹp, tự học cách phát triển sự nghiệp, tự học cách chấp nhận cảm xúc của mình, tự học cách thấu hiểu suy nghĩ của mình, tự học cách chấp nhận tất cả những điều xảy đến trong cuộc sống. Và tất thảy những điều đấy nó giúp mình trở thành một người độc lập hơn. Độc lập không phải là tách biệt hay ngừng kết nối với tất cả mọi người. Độc lập là không phụ thuộc. Điều đó mới là điều quan trọng. Vậy nên là San thấy điều quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ấy, không biết các bạn đang làm công việc gì, ngành nghề nào, nhưng mà chúng ta nhất định phải học cách để trở nên độc lập hơn về cả cảm xúc và về cả tiền bạc. Điều đấy không có nghĩa rằng các bạn sẽ không chấp nhận những cái sự giúp đỡ của người khác đâu nha. Nó rất là khác luôn ấy. Điều này thì mình học được từ khi mà mình tiếp xúc với một ai đấy, mình nhờ vả họ một điều gì đấy. Cái này là mình tự thí nghiệm nha. Nghĩa là có một cái điều rất là đơn giản, nhưng mà mình sẽ hỏi đi hỏi lại, hỏi liên tục. Người ta sẽ rất khó chịu các bạn. Lần một, lần hai người ta còn trả lời bạn, sang lần ba, lần bốn là bắt đầu khó chịu rồi, không muốn trả lời nữa. Chính sự phụ thuộc đó nó khiến người khác cảm thấy khó chịu về bạn. Họ sẽ đánh giá thấp về bạn. Và đấy cũng là một bài học rất là lớn trong cuộc sống của chúng ta đấy. Bây giờ các bạn sẽ cần phải học cách quan sát một chút. Và đôi khi các bạn cần phải thử một chút. Cái gì đấy bạn cảm thấy không chắc, các bạn hãy thử một chút. Nhưng mà nhìn chung chúng ta cần phải biết cách quan sát và theo dõi. Đến từng dòng tin nhắn, mình cũng có thể phân tích ra được là người ta đang cảm nhận như thế nào. Đương nhiên mình biết là đôi khi những cái tính này nó không hay lắm. Tại vì tính này là tính phân tích. Mà người hay phân tích nghĩa là người hay suy nghĩ. Đấy. Nhưng mà được cái là mình biết là mình đang để ở chế độ khách quan để mình suy nghĩ và mình phân tích. Chứ mình sẽ không bị over, nghĩa là không bị quá suy diễn, mà mình chỉ đơn giản là phân tích nó và chấp nhận nó thôi. Nên là bản thân mình thì học cách tự lập bằng việc
sẽ tự mình làm. Nghĩa là trước hết cái gì mình có thể tự mình làm thì mình sẽ tự làm. Còn lúc nào cực kỳ cần thiết thì mình mới nhờ sự trợ giúp của người khác. Còn đối với những người mà họ rất là gần gũi rồi thì bản thân họ, họ biết được mình đang gặp khó khăn gì và họ sẽ chủ động, họ hỗ trợ mình luôn. Thì điều này lại tiếp tục đưa đến cho chúng ta một điều chúng ta cần phải học nữa, để chính là học cách giúp đỡ người khác. Thực ra một trong những cách để kết nối các mối quan hệ đấy chính là giúp đỡ các bạn ạ. Thì khi mà các bạn kết nối với mọi người xung quanh thì các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm đến những khó khăn của họ, và các bạn sẽ giúp đỡ họ khi mà họ khó khăn, bạn có mặt ở đấy. Thì những người mà họ trân trọng bạn, chắc chắn họ sẽ không để bạn phải vượt qua những cái mệt mỏi một mình. Chắc chắn là họ sẽ quan tâm và họ sẽ nhìn thấy được bạn đang gặp chuyện gì, bạn đang gặp khó khăn như thế nào. Chúng ta nên học cách giúp đỡ mọi người xung quanh các bạn. Kể cả nhiều lúc các bạn giúp nhưng mà người ta không thèm biết ơn ấy, cũng không sao hết các bạn. Chúng ta hãy giúp đỡ với tấm lòng cho đi, không cần nhận lại luôn. Tại vì các bạn vừa học được cách độc lập rồi. Một khi các bạn đã độc lập thì các bạn sẽ giúp đỡ người khác mà các bạn không cần phải chi lên tính toán về việc người ta sẽ trả ơn mình không. Kiểu vậy á, mặc kệ, chỉ đơn giản là giúp vậy thôi đó. Còn nếu như sau đó bạn cảm thấy người đấy không xứng đáng để tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ bạn nữa thì bạn có thể ngưng. Nhưng mà nếu có thể hãy giúp đỡ mọi người, tại vì đôi khi nó chính là một điều rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nó tuyệt vời hơn cả những cái tiền bạc. Nó là một hạt giống rất là đẹp để đưa đến cho bạn những cái điều tuyệt vời hơn. Thật sự luôn đấy. Và chính nó đã xảy ra trong cuộc đời mình rất là nhiều. Tại vì bản thân Sang là một người tin vào nhân quả. Có nhiều lúc ấy, mình chỉ giúp đỡ người khác trong vô thức, không có suy nghĩ gì. Tuy nhiên thì ngay sau đấy, một thời gian ngắn thôi, mình đã nhận lại được rất là nhiều những cái cơ hội và những cái thứ mà khi mà suy nghĩ lại, mình cảm thấy nó rất là liên quan đến cái người đấy, người mà mình đã từng giúp ấy. Chính họ là người tiếp tục mang về những cơ hội cho mình. Vậy nên là các bạn biết không, có nhiều thứ trong cuộc sống ấy, nó là một vòng tuần hoàn thật sự. Nhiều khi các bạn nghĩ rằng là à, tại sao cái người kia ác như vậy mà người ta lại không có bị kiểu nhân quả này kia, đúng không? Nhưng mà các bạn đừng bận tâm đến người khác nhiều. Các bạn cứ bận tâm đến bản thân bạn và để ý thực sự đến hành động của các bạn. Bạn là ai khi không có ai đó. Để ý thực sự vào những hành động hàng ngày của các bạn, để biết rằng nhân quả thì luôn tồn tại. Các bạn gieo nhân nào, các bạn sẽ gặt được quả đấy. Các bạn gieo nhân tốt, các bạn sẽ nhận được quả tốt. Gieo nhân xấu sẽ nhận về quả xấu. Vậy đó, để ý thức được vào hành động của mình nhiều hơn. Một điều nữa mà San muốn là chúng ta sẽ cần phải tự học. Đó chính là tự học cách vượt lên khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà bạn dành cho chính mình. Các bạn nghĩ là San sẽ luôn luôn rất bình thản và vượt qua được tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực chất mình cũng có những lúc rất là buồn. Cách đây một thời gian ngắn thôi, cũng không quá lâu đâu. Giá như mình có thể kể cho các bạn nghe chi tiết, nhưng mà mình không muốn như vậy. Tại vì mỗi lần kể lại là mỗi lần nó bị phóng đại lên. Và bây giờ thì nó không còn là thứ gì đấy quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Mình không muốn phải nhắc lại những cái điều đấy làm gì. Tuy nhiên thì đã có những câu chuyện xảy ra và nó khiến mình cảm thấy tệ về chính mình. Có thể là nó đến từ người khác, một cái hành động nào đấy từ một người mà mình rất là yêu thương chẳng hạn. Thì họ khiến mình suy nghĩ về chính mình, cảm thấy mình không đủ, mình không giỏi, mình mệt nhoài và cảm thấy rằng là à, tôi phải còn cố gắng đến bao nhiêu nữa đây, tôi phải làm gì nữa đây. Nhưng mà ngay sau đấy thì những điều mà mình đã làm ấy, nó lại là một sức mạnh rất là lớn luôn. Nãy San vừa nói với các bạn về việc là hãy giúp đỡ người khác mà không có màng đến lợi ích gì, đúng không? Thì mình đã từng lắng nghe và chia sẻ cùng với một cô bé. Và ngày hôm đấy, không hiểu sao trong cái lúc mà mình vụn vỡ nhất ấy, thì cô bé lại nhắn tin cho mình và nói lời cảm ơn. Kiểu cảm ơn vì chị đã xuất hiện trong cuộc sống của em và có thể cho em một hướng đi mà em cảm thấy là nó rất là đúng đắn. Phân tích cho em nghe những điều mà em sẽ cần phải nghe. Và tự nhiên mình nghe những cái điều đấy, mình cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.
mình cảm thấy rằng là à đúng rồi, mình sẽ không bao giờ đủ, mình sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo. Tuy nhiên thì sẽ có những người họ nhìn được những thứ giá trị của mình. Có những người họ nhìn được những điều tuyệt vời mà mình đang làm. Còn có những người khác họ sẽ chỉ nhìn vào những điều mà mình chưa làm được. Và bây giờ mình chấp nhận rằng à, tôi sẽ không bao giờ đủ giỏi với bạn hết nếu như mà bạn không coi trọng những điều tôi có thể làm. Bạn chỉ nhìn vào những điều mà tôi không làm được. Tôi học chuyên toán mà bạn cứ bắt tôi phải giỏi tiếng Anh. Thật kỳ. Tôi làm bác sĩ mà bạn cứ bắt tôi phải vẽ đẹp. Làm gì có chuyện đấy. Vậy nên là việc học cách để có thể vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực của chính mình ấy, nó rất cần thiết. Thực ra nếu như được lựa chọn ấy, thì chẳng ai muốn chọn phải vượt qua đau đớn để trưởng thành, đúng không? Tất cả chúng ta đều muốn mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng mà các bạn hãy cảm ơn tất cả những dông tố xảy đến cho cuộc đời đi. Tại vì nó chính là những bài học lớn nhất trong cuộc đời bạn. Và học từ sai lầm chính là một điều tuyệt vời để các bạn có thể tự hiểu ra được thế gian này nhiều hơn. Vậy nên là lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, quan sát cách mà người khác đối xử với bạn, quan sát cách mà bạn chăm sóc và bảo vệ chính mình, quan sát cách người khác phản ứng trước những câu chuyện xảy ra. Nhìn chung hãy quan sát. Và đôi khi chính bạn phải đưa ra những bài test để biết được bản thân mình nên thay đổi cách ứng xử như thế nào. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một bài học mà mình học được khi mà mình ngồi quan sát. Hôm đấy thì mình ngồi ở cái chỗ quen thuộc của mình hay đến, ngay trong khuôn viên nhà mình thôi. Và cái chỗ ngồi đấy nó sẽ đối diện với nơi mà mọi người sẽ tổ chức nướng thịt. Thì có một gia đình hình như đang tổ chức sinh nhật cho ai đấy. Mình cũng ngồi chờ đồ ăn, không có gì làm thì ngồi nhìn thôi các bạn. Sân cũng không muốn cắm mặt vào điện thoại. Mình thích quan sát mọi thứ và hít thở không khí thôi. Thì mình nhìn thấy một người mẹ đang nướng thịt. Chỉ duy nhất một người mẹ nướng thịt thôi. Còn trên bàn thì có chồng, một người bà, hình như là khoảng 2-3 người con nữa, là khoảng 5 người đang ngồi ăn. Thì ngay lúc đấy các bạn biết suy nghĩ của mình là gì không? Là mình nhất định sẽ cưới một người đàn ông mà anh ấy sẽ nướng thịt cho mình, hoặc là giúp mình nướng thịt. Thiệt sự luôn các bạn, mình nhìn thấy cảnh đấy mình rất là thương. Chị ấy nướng thịt và phục vụ cả nhà. Ông chồng ngồi đó thiếu tương ớt, thiếu này kia, không có tự đi lấy, mà chị ấy phải chạy đôn chạy đáo, chạy đi khắp luôn để mua cái này mua cái kia. Và các bạn biết không, điều buồn nhất là khi mà chị ấy về bàn để ăn ấy, thì mọi thứ nó đã nguội hết rồi và mọi người gần như là ăn xong rồi. Lúc đấy chị ấy mới ăn. Mình thực sự quan sát được một điều rằng người chồng đấy hoàn toàn không có yêu người vợ đấy, không thực sự quan tâm đến cô ấy. Những đứa trẻ còn nhỏ thì không nói làm gì, nhưng mà mình không nghĩ đấy là hình ảnh của một người phụ nữ hạnh phúc. Nhìn cô ấy rất là buồn bã. Và ngay lúc đấy mình đã có một suy nghĩ rằng là à không, tôi nhất định sẽ lấy một người chồng mà anh ấy sẽ nướng thịt cho tôi. Và tôi sẽ ở bên cạnh để giúp anh ấy. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ăn. Vừa nướng vừa ăn cũng được, chứ không phải là cô ấy sẽ phải nướng cho mọi người ăn hết rồi đến lúc sau cùng mình mới ngồi xuống ăn. Vấn đề ở đây không phải là cái miếng ăn các bạn, không quan trọng cái điều đấy. Nhưng mà quan trọng là có ai nghĩ cho mình không. Khi mà tôi nghĩ cho tất cả mọi người thì người phụ nữ quen với việc hy sinh rồi các bạn. Có thể cô ấy nghĩ đấy là việc cô ấy phải làm, nhưng mà Sân nhìn thì Sân thương lắm. Mình thấy rất thương luôn. Và nhất định đấy không phải là hình ảnh mà mình muốn trở thành. Chỉ đơn giản từ việc quan sát thôi. Và nó đã tạo ra cho mình một cái trực giác rất là lớn trong việc lựa chọn một người đàn ông cho cuộc đời mình. Mình sẽ cần phải nhìn, quan sát cách mà anh ấy đối xử với gia đình của anh ấy, hoặc là cách mà anh ấy quan tâm, chia sẻ đến mọi người như thế nào. Đấy, nhiều khi chúng ta cũng chỉ cần quan sát xung quanh thôi, để ý một chút. Và liệu chúng ta có cảm thấy những cái điều đấy nó chạm đến con tim mình hay không nữa. Vậy đó, hãy quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Thì đấy là điều mà Sân muốn chia sẻ trong podcast lần này. Có thể nó hơi không có đúng những cái cấu trúc 1, 2, 3, 4 lắm. Tuy nhiên thì nó sẽ là một điều gì đấy giúp các bạn có thể thực sự để ý hơn đến cuộc sống của chính các bạn. Những thứ mà có thể trước đây các bạn không có bận tâm đến nó nhiều chẳng hạn.
Tất cả mọi thứ chúng ta có thể học từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Hãy lắng nghe nhiều hơn đến cảm xúc của bạn, quan sát nó và nhìn thấy được những bài học, những thông điệp mà vũ trụ đang muốn gửi đến cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Series Tôi Đang Lớn sẽ được tiếp tục lên sóng trong những tập tiếp theo đây của Sun Huyền Podcast, được lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần vào lúc 10 giờ tối ở trên kênh YouTube Sun Huyền Podcast. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau.